ban cố vấn và ban quản trị của Hội Đồng Học vấn Việt Nam. Thế thì hôm nay thì là cái buổi đầu tiên chúng ta có một cái buổi về tương đương thủy tổ ngài Kinh Trung Ương, ngài là người sinh ra các cái dân tộc trên đất nước Việt Nam. Bây giờ để mà hỏi cụ thể rằng là tổ hôm nay chúng ta là một cái cụ mà chính xác là ở chỗ nào thì rất là khó, chúng ta chỉ biết xác định được là theo lịch sử, theo truyền thuyết thì ngài Kinh Trung Ương là cái người đầu tiên mà sinh ra các dân tộc Việt. Chúng ta thì hôm nay là nhân cái ngày tháng 6 thì theo phong tục của Việt Nam ngày 1 ngày rằm là những cái ngày mà chúng ta đi dâng lễ ở các đền và các chùa. Chính vì vậy cho nên là hôm nay là ban cố vấn và ban quản trị là có mời tất cả anh em trong ban cố vấn, ban quản trị là anh em các thành viên của Hồng Biết các khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, rồi Yên Bái, rồi Việt Trì, đoàn ở trên Nguyên, trên Thái Nguyên đang xuống đó và bây giờ cũng chưa đi đâu. Thế thì cũng xin báo cáo với anh em là bước đầu ta đã có những cái liên hoan hoạt động của dòng họ, bước đầu đã có những kết quả tốt, cũng đã là tập hợp được những anh em đến bây giờ cũng đã có trên 2.000 người tham gia tổng cộng. Bây giờ chúng ta mở những các cái trang Facebook chung cho các tổ nhất các tỉnh ba miền Bắc, miền Trung, miền Nam và 64 tỉnh thành hy vọng là trên cái đà tiến như thế này thì chúng ta sẽ có một cái khả năng phát huy vô cùng lớn để tham gia cái hoạt động đào họ. Thế thì cũng xin báo cáo với anh em trong cái hoạt động đào họ ấy, thì xưa nay nó khác. Xưa nay thì là phần lớn chỉ là các cô cũng thấy ông già còn do lo về họ, thì bây giờ nó thay đổi luôn. Cũng thấy là chúng anh em tôi cũng rất là phấn khởi vì có một cái lực lượng rất là trẻ, có nam có nữ để mà lo được cái việc họ. Thì chúng tôi là những cái người mấy chục năm nay lo được họ, đi theo cái việc họ thì thấy rất là mừng và rất là phấn khởi. Cũng mong muốn rằng là có thể đưa được cái kinh nghiệm và cái hiểu biết của mình trong cái việc họ tập để có thể là tiếp lửa cho cái lớp trẻ, anh em lớp trẻ tiếp tục đi theo cái công việc của họ. Thì quan điểm của chúng tôi là cái tiêu chí của chúng ta là kết nối và đoàn kết. Đấy. Ná như là một cái slogan của mình, đúng không? Là kết nối và đoàn kết, không có một cái cạnh tranh, không có gì cả. Ai có công sức lo được việc họ thì chúng ta không có thêm. Thì thế là xin thay mặt, thế là xin thay mặt ban cố vấn và ban quản trị tôi sẽ có mấy lời như thế. Thế là xin nhận lời thay mặt cùng với ban cố vấn, ban quản trị của Hội Người Việt Nam cùng chung tay gánh vác để xây dựng cái học viện ngày càng lớn mạnh. Thì tôi thì tên là Minh Nguyễn Hữu Minh, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Minh, sinh năm 1972. Tập thể ban cố vấn cũng như ban quản trị cùng chung tay gánh vác xây dựng dòng họ ngày càng lớn mạnh. Tôi xin hết ý kiến. Thưa ông Nguyễn Hữu Cúc, trưởng ban cố vấn của dòng họ Nguyễn Việt Nam, kính thưa tất cả các ông bà và các đại diện cho các khu vực của họ, các khu vực của các tỉnh, khu vực miền Bắc. Tôi giới thiệu là Nguyễn Trung Thành, tức là cũng ở trong ban cố vấn của dòng họ Nguyễn Việt Nam, cũng là phụ trách khi tài chính. Thì qua ý kiến của ông Phúc, của ông Minh cũng là tôi cũng nhất trí thôi. Tức là làm thế nào, tức là trước đây thì cũng là các cụ cũng là tham gia cái việc họ rất là tận rất là tốt rồi. Thế là đến giờ phút này thì là cái lớp trẻ cũng tham gia rất là nhiệt tình. Ví dụ Hùng Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Nguyễn Thị Huê, đấy cũng là rất là những cái hạt nhân. Và mới đây là cũng có các thành viên hôm nay cũng dự ở đây.
thì tôi thấy là trong cái thời gian tới là hy vọng là cái dòng họ Nguyễn Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cũng mong điều đó là nó ngày càng bền vững và phát triển. Nhưng một lần nữa này cũng xin là chúc cho ban cố vấn cũng như ban quản trị dòng họ Nguyễn Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Xin hết ạ. Vâng, tôi cũng ông Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Nguyễn Thị Huê đấy cũng là rất là những cái hạt nhân. Và mới đây là cũng có các thành viên hôm nay cũng như ở đây. Thì tôi thấy là trong cái thời gian tới là hy vọng là cái dòng họ Nguyễn Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cũng mong điều đó là nó ngày càng bền vững và phát triển. Nhưng một lần nữa này cũng xin là chúc cho ban cố vấn cũng như ban quản trị dòng họ Nguyễn Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Xin hết ạ. Vâng, tôi cũng mọi người yêu cầu thì cũng chia sẻ với các anh chị là ngày xưa chúng ta cũng đã có họ Nguyễn Việt Nam rồi, và lúc cái thời điểm lúc đấy thì tôi cũng đã tham gia cùng với chính quyền rồi. Thế thì trong cái khoảng thời gian đấy thì nó có rất là nhiều việc xảy ra. Đó, thì cái việc mà tế nhị thì tôi không có đề cập ở đây, nhưng có khoảng tầm cái thời điểm mà tôi chưa sáng lập giáo hội Việt Nam thì có khoảng 300 đến 500 người họ nhắn tin gọi điện cho tôi đề nghị là chúng ta nên thành lập ra một cái hội Việt Nam mới. Bởi vì cái quan trọng của việc dòng họ mà Trung Quốc là trưởng ban cố vấn đã thường chia sẻ với chúng tôi đấy là làm việc họ thì chúng ta phải hy sinh rất nhiều, và chúng ta phải thực sự cống hiến với dân tộc này, với đất nước này, chứ không phải chỉ việc là chúng ta cá nhân là được. Chính vì thế mà để làm được cái việc dòng họ thì bản thân ban quản trị, bản thân thành viên ban quản trị chúng ta phải hy sinh rất nhiều, thậm chí là búa rìu dư luận họ mang vào đầu rất nhiều, nhưng chúng ta phải có bản lĩnh để làm. Cái thứ hai là tôi là một doanh nhân, tôi tham gia rất là nhiều những cái chương trình của các doanh nhân dòng họ khác, và họ rất thành công và họ rất đoàn kết. Mà trong khi đó dòng họ Nguyễn Việt Nam chúng ta chiếm 41% của cái đất nước này, nhưng tôi thấy rằng là cái việc mà đoàn kết chúng ta chưa làm được. Và tại sao chưa làm được? Bởi vì cái tôi của mọi người rất lớn. Chính vì thế mà chúng tôi đã lập ra cái dòng họ Nguyễn là Việt Nam mới. Và cũng chia sẻ với các anh chị là tôi, bản thân tôi đã chuẩn bị làm ra một cái website của họ Nguyễn org.vn, và chúng tôi sẽ hoàn thiện cùng với các nhà báo hoàn thiện ra thành một cái tạp chí của họ Nguyễn Việt Nam. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ hoàn thiện những cái việc này. Thì cũng thay mặt ban quản trị rất là cảm ơn các anh chị đã có mặt trong ngày hôm nay. Cái việc quan trọng đối với tôi từ trước đến nay, kể cả tôi quản lý một hiệp hội doanh nghiệp rất lớn, tôi từng đánh giá mọi người qua thái độ chứ không phải là qua cái việc khác. Tất cả việc khác chúng ta không đánh giá, những người ngồi đây chính là những nhân tố để chúng ta hỗ trợ cùng nhau phát triển dòng họ. Xin cảm ơn các anh chị.